Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, buổi chiều ngày hôm qua trên một video của nhóm tự doanh chứng khoán thì có một câu hỏi của các độc giả khá là thú vị, và trong buổi video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành thời gian để trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn câu hỏi này. Câu hỏi của một độc giả hỏi rằng là lý do tại sao công ty cổ phần Hòa Phát, một trong những công ty được xem như là Vinamilk thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, thì mặc dù là doanh thu và lợi nhuận của công ty này vẫn tăng trưởng khá là đều đặn, trong khi đó thì giá cổ phiếu của Hòa Phát thì trong giai đoạn vừa qua thì đang có những cái dấu hiệu là suy giảm đáng kể, thì nguyên nhân đến từ đâu? Thì cái câu hỏi này của quý anh chị em và các bạn hỏi thì chúng tôi mới dành thời gian để xem lại cái phân tích hoạt động kinh doanh của công ty thép Hòa Phát, cũng như là dành thời gian để xem lại cái biểu đồ phân tích của kỹ thuật của Hòa Phát. Thì xin được trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn một số ý mà chúng tôi tổng hợp đưa ra để giải thích cái nguyên nhân, lý do tại sao trong giai đoạn vừa qua thì Hòa Phát cũng suy giảm khá là mạnh, được xem là đáng kể, từ mức giá cao nhất của Hòa Phát là 46. Thời điểm hiện tại thì Hòa Phát đang giao dịch ở mức giá 29.7, thì có 3-4 nguyên nhân như sau. Nguyên nhân thứ nhất là tất cả các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán dù tốt dù xấu đều chịu ảnh hưởng chung của thị trường. Trong giai đoạn tháng 4 năm 2018 tới nay thì toàn bộ thị trường tài chính đều suy giảm, trên bình diện chung là giảm từ mốc 1210, giảm về mốc thấp nhất là 880. Do đó tất cả các cổ phiếu tốt dù xấu trên thị trường đều chịu cái ảnh hưởng chung này. Cái lý do thứ hai mà dẫn đến Hòa Phát trong giai đoạn vừa qua thì suy giảm khá là mạnh, đó là trong cái giai đoạn từ tháng 4 năm 2018 tới tháng 7 năm 2018 thì thị trường của Việt Nam giảm rất là mạnh. Tuy vậy thì cổ phiếu này thì gần như là đi ngang và không suy giảm. Đến gần đây, trong khoảng 10 tuần gần đây thì cổ phiếu này bất thường suy giảm từ mức 40 về 29. Đây cũng là một cái vận động giá bình thường nếu anh chị em và các bạn nhìn trên cái biểu đồ phân tích kỹ thuật tính theo tuần, hoặc thậm chí là biểu đồ phân tích kỹ thuật tính theo tháng. Thì trong cái chu kỳ tăng trưởng giá của cổ phiếu Hòa Phát thì thông thường sau một đợt tăng trưởng mạnh thì sẽ có một đợt tích lũy đi ngang và thậm chí là suy giảm nhẹ từ mốc mức 20-25%. Tôi lấy ví dụ từ giai đoạn tháng 8 năm 2012 tới tháng 8 năm 2014, Hòa Phát có một cái mức tăng khá là tốt, từ mức 3.500 lên mức 15.000, tức là có mức tăng gần 5 lần so với cái mức ban đầu. Cái này giá này đã được cập nhật trừ đi cái phần chia tách. Thì sau khi mà tăng 5 lần như vậy thì Hòa Phát đi vào một cái giai đoạn gọi là chứng lại, tích lũy đi ngang và suy giảm. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2014 thì đi ngang liên tục tới tận 25 tháng 1 năm 2016, với cái mức suy giảm là mức giá từ 15.000 mà giảm xuống mức còn 9.000, tức là khoảng 6 giá. Sau khi mà tăng ở mức 5 lần thì Hòa Phát giảm lại 6 giá so với mức giá 15, thì như vậy là tương đương khoảng 30-32%. Đó là giai đoạn trước đây. Giai đoạn tiếp theo mà giá cổ phiếu Hòa Phát tăng đó là giai đoạn từ đầu năm 2016 tới nửa đầu năm 2018, với mức tăng là từ 10.000 mà tăng lên tới 40.000, tức là với mức tăng cổ phiếu này trong vòng hơn 2 năm là 4 lần. Sau khi tăng 4 lần như vậy thì rõ ràng từ tháng 4 năm 2018 đến nay thì mức giá Hòa Phát đang dịch chuyển theo hướng suy yếu và giảm dần đều ở mức 46.000 cổ phiếu, và ngày hôm nay đang giao dịch ở mức 29.650 đồng. Như vậy là đã có một cái mức giảm gần 10 giá so với mức khoảng 50, thì ở đây thì mức suy giảm của Hòa Phát mới chỉ đạt khoảng 20%. Thì nhiều anh chị bảo như vậy là nhiều. Trên thực tế, với một cái chu kỳ dài tính theo năm thì rõ ràng cái mức suy giảm đi ngang tích lũy như thế này thì được gọi là bình thường so với Hòa Phát, đó là nhìn trên cái biểu đồ phân tích kỹ thuật. Còn quay lại về mặt phân tích cơ bản của doanh nghiệp Hòa Phát, một trong những doanh nghiệp thép được hưởng lợi rất nhiều trong cái giai đoạn vừa qua 2016-2018,
đó là do kích cầu kinh tế của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm 2016, đầu 2017. Nền kinh tế được tác động bởi việc tái cấu trúc các ngân hàng, xử lý các cái kho nợ xấu, đặc biệt là kho nợ xấu bất động sản. Do đó, tiền ở các ngân hàng được bơm ra để kích thích lại các cái dự án bất động sản bị treo trong giai đoạn trước đó. Chính vì điều đó, rõ ràng các dự án treo được kích hoạt trở lại và nhu cầu sắt thép, nguyên vật liệu thì đã tăng cao. Do đó thì cái tốc độ tăng trưởng của Hòa Phát là khá là tốt trong giai đoạn 2016-2018. Và nó dẫn tới cái việc giá cổ phiếu tăng từ 10.000 đồng lên 40.000 đồng trong giai đoạn 2016-2018. Bên cạnh đó nữa thì nếu đánh giá Hòa Phát là một trong những Vinamilk thứ hai thì có phần hơi lệch lạc. Lý do lĩnh vực kinh doanh giữa Vinamilk và Hòa Phát là hai lĩnh vực kinh doanh có phần hơi khác biệt rất nhiều. Về mặt Vinamilk kinh doanh sữa và nước đồ uống thì đây là một trong những cái sản phẩm gọi là tiêu hao toàn phần, tức là uống xong thì có thể là sẽ uống lại được. Còn với thép thì đây là một sản phẩm tiêu hao bán phần, tức là khi xây dựng xong thì sau một khoảng thời đoạn thì thép mới có thể tái sử dụng hoặc là làm lại hoặc có nhu cầu sử dụng nó mới thay đổi. Vì vậy so sánh về hai ngành nghề khác nhau thì nó không hợp lý. Tuy vậy chúng ta cứ mặc định rằng coi đây là một trong hai con gà đẻ trứng vàng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008-2018, tức là 10 năm vừa qua. Thì chúng ta đưa vào một vài cái so sánh như sau. Trong suốt giai đoạn 5 năm gần đây thì lợi nhuận công ty mẹ của Vinamilk tăng trưởng khá là đều đặn, từ mức 6.000 tỷ lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lên 10.000 tỷ năm 2017. Trong khi thì tổng nợ và vốn chủ sở hữu của Vinamilk thì cũng tăng trưởng tương xứng, tức là vốn chủ sở hữu tăng từ 19.600 tỷ lên 23.800 tỷ và tổng nợ thì tăng từ 6.000 tỷ lên 10.000 tỷ. Tuy vậy, chúng ta hãy nhìn lại ở cổ phiếu Hòa Phát. Hòa Phát có một cái điều thay đổi rất là bất thường, và việc mà lợi nhuận công ty mẹ không thay đổi theo sẽ dẫn đến câu chuyện là cái việc suy giảm. Chúng tôi chưa nói rằng Vinamilk trong giai đoạn vừa qua cũng suy giảm cùng thị trường, do đó nên là việc suy giảm giá thì không phải bàn thêm. Tuy vậy, chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề tổng nợ. Thưa quý anh chị em và các bạn, tổng nợ của Hòa Phát cuối năm 2017 là 20.000 tỷ. Tuy vậy thì đến đầu năm 2018 thì tổng nợ của Hòa Phát đã tăng vọt lên mức 31.000 tỷ. Như vậy là với mức tăng tổng nợ từ 20.000 tỷ lên 31.000 tỷ, như vậy là tăng khoảng 50%, hơn 50% tổng nợ. Và vốn chủ sở hữu của Hòa Phát cũng tăng khá là đột biến, từ mốc 32.000 tỷ lên 39.000 tỷ, tức là tăng khoảng 7.000 tỷ so với lại ban đầu. Như vậy chúng ta thấy được rằng là việc phát hành trái phiếu và phát hành cổ phiếu tại Hòa Phát là rất lớn. Dẫn đến là tổng tài sản của Hòa Phát và tổng tài sản lưu động cũng như là nợ ngắn hạn của Hòa Phát tăng cao. Tuy vậy thì chúng ta phải nhìn lại cái vấn đề về tăng trưởng lợi nhuận. Mặc dù lợi nhuận của Hòa Phát tăng trưởng khá là ok trong giai đoạn vừa qua. Quý 3 năm 2018 so với quý 3 năm 2019 thì rõ ràng chúng ta không khó để nhận ra rằng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là tăng từ 2001 lên 2004. Nhiều anh chị em và các bạn sẽ hô rằng là lợi nhuận của Hòa Phát trong quý 3 vẫn tăng 10% và dự báo quý 4 năm 2018 thì lợi nhuận của Hòa Phát vẫn sẽ tăng khoảng 10%. Tuy vậy, cái việc tăng 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Hòa Phát trong giai đoạn 2017 chuyển dịch 2018 đang cho thấy những cái dấu hiệu chậm lại. Và đây là tín hiệu gọi là cảnh báo các nhà đầu tư tổ chức cũng như là các nhà đầu tư cá nhân vào cổ phiếu này. Lý do là bởi vì việc mà tăng cái tổng nợ cũng như tăng vốn chủ sở hữu của Hòa Phát trong giai đoạn vừa qua chủ yếu tập trung vào việc đầu tư dự án gang thép ở Dung Quất, đúng không anh chị em và bạn? Rồi, khi mà đầu tư, cái vốn đầu tư với mức đầu tư lớn thì cái việc mà thu hồi vốn nó phải cần thời gian. Do đó, khi cái tổng đầu tư tăng lên đột biến trong giai đoạn 2017-2018 thì chúng ta cần phải có thời gian để chờ đợi. Giữa câu chuyện chờ đợi về kỳ vọng tương lai, về cái câu chuyện nhà máy Dung Quất, nhà máy gang thép Dung Quất sẽ đi vào hoạt động và đem lại một cái biên lợi nhuận lớn khủng khiếp cho Hòa Phát trong giai đoạn sắp tới, thì chúng ta cần phải có một thời gian để giá cổ phiếu tích lũy. Và đó là lý do để trả lời tại sao các quỹ đầu tư lớn họ vẫn rất quan tâm Hòa Phát và mua vào Hòa Phát rất là tốt, tức là vẫn tích lũy Hòa Phát. Tuy vậy thì chiến lược đầu tư của họ là đầu tư 5-10 năm, nên là họ kỳ vọng vào một tương lai xa là dự án này sẽ đem lại được cái lượng gọi là doanh thu và lợi nhuận đột biến cho Hòa Phát trong giai đoạn 2019-2025.
Còn với nhà đầu tư nhỏ lẻ, cái việc dịch chuyển giá như chúng tôi đã vừa giải thích cho anh chị em và các bạn thì điều đó là điều hoàn toàn bình thường. Trong cái chu kỳ giá 5 năm, tức là sau khi tăng đột biến 4 lần ở giai đoạn 2016-2018, việc điều chỉnh từ 25-30% và đi theo hướng tích lũy trong vòng 1-2 năm là chuyện hoàn toàn bình thường và chúng ta không lấy đó làm sự bất thường. Tiêu chí chung của chúng ta là chúng ta sẽ đánh giá lại cái vấn đề là tăng trưởng tổng nợ và tăng trưởng vốn chủ sở hữu của Hòa Phát trong giai đoạn 2017-2018 thì liệu cái lợi nhuận và doanh thu của Hòa Phát trong giai đoạn 2021-2022 liệu có thay đổi tương xứng với cái tốc độ tăng trưởng về tổng nợ và tốc độ tăng trưởng về vốn chủ sở hữu. Bởi vì khi một doanh nghiệp vay nợ lớn hơn và vốn chủ sở hữu tăng cao hơn, đột biến hơn thì rõ ràng doanh thu và lợi nhuận phải tăng tương xứng. Nếu như tăng không tương xứng đồng nghĩa với việc sử dụng vốn không hiệu quả và điều đó là cảnh báo lớn đối với các quỹ đầu tư, đặc biệt là Deutsche Bank cũng như là Dragon Capital là một trong hai cổ đông lớn hiện tại đang đầu tư tại Hòa Phát. Dragon Capital, VOF, Deutsche Bank và PEN là một trong những cái doanh nghiệp, những cái quỹ đầu tư và hiện tại ở Hòa Phát thì có tới 14 quỹ đầu tư đang đầu tư tại công ty này. Chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm là trong giai đoạn 2015-2018, Hòa Phát đã tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên trên thị trường từ mức 700 triệu cổ phiếu. Hiện tại thì khối lượng cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành trên thị trường là trên 2,1 tỷ cổ phiếu. Như vậy chúng ta sẽ không khó để nhận ra rằng là số lượng cổ phiếu của Hòa Phát tăng cao, đồng nghĩa vốn chủ sở hữu cũng tăng cao và cái giao dịch, cái dòng tiền, cái dòng cổ phiếu giao dịch chuyển trên thị trường nó sẽ biến động mạnh mẽ hơn và đó cũng là một trong những lý do khiến cổ phiếu này chứng hẳn cái đà tăng. Và trước cái việc mà tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2 năm thì rõ ràng việc chứng lại là điều hoàn toàn bình thường tại Hòa Phát. Và anh chị và các bạn cũng không cần phải quá loại là nếu đầu tư dài hạn tại Hòa Phát thì cũng không cần phải quá lo lắng. Nếu cảm thấy video này chúng tôi chia sẻ hữu ích, xin vui lòng để lại like, chia sẻ video cũng như là nhớ đăng ký kênh để có thể tiếp tục cập nhật những video tiếp theo mà chúng tôi sẽ ra đời trong thời gian sắp tới. Thân ái chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã đồng hành cùng Tự Doanh Chứng Khoán trong thời gian qua. Bye bye.